Một khán giả xin hỏi bác sĩ. Chào bác sĩ, em bị ngứa âm đạo, khí hư màu vàng xanh, xuất huyết sau khi quan hệ. Liệu đây có phải là do lộ tuyến không ạ? Và với mức độ này thì em có thể điều trị được bằng phương pháp đốt lộ tuyến được không? Và có ảnh hưởng tới khả năng sinh sản không ạ? Vì em chưa có con lần nào. Thế này này, khi mà đã nói đến cái khí hư mà màu xanh ấy, có nghĩa là bạn đã có viêm rồi đấy. Bạn đã có viêm bắt buộc bạn phải điều trị, bạn phải dùng thuốc, phải đặt thuốc, phải dùng kháng sinh để điều trị cái viêm đấy. Thế còn thực ra là khi lộ tuyến mà khi quan hệ đã xảy ra chảy máu, có nghĩa là cái tuyến lộ tuyến đấy nó một là nó đang bị viêm, cái tuyến bị viêm khi mình quan hệ mình động chạm vào thì nó ra máu. Thứ hai nữa là có thể là cái lộ tuyến nó rất là sâu, nó sùi, nó loét đấy, vì thế khi mình quan hệ vào nó gây ra máu. Nhưng khi mà có lộ tuyến mà đã quan hệ ra máu sau quan hệ thì chắc chắn phải điều trị. Đấy, bởi vì chúng ta phải hiểu là không phải lộ tuyến nó gây ung thư, mà có một cái ung thư trên nền cái lộ tuyến đấy và chúng ta không nhìn thấy. Và khi đấy nhiều khi chúng ta quan hệ thì nó ra máu cùng với cái chuyện mà viêm nhiễm đấy. Thế vì thế nên là khi mà đã có ra máu sau quan hệ thì chắc chắn bạn phải điều trị, và phải đôi khi phải đốt điện với cổ tử cung. Nhưng mà trước khi đốt thì một cái khí hư xanh thế này thì bạn nên điều trị cho nó hết viêm đã thì mới đốt được. Bởi vì khi mà chúng ta không bao giờ được đốt điện, đốt lộ tuyến cổ tử cung khi mà âm đạo đang viêm. Thì bởi vì khi chúng ta đốt như thế thì khi vi khuẩn nó sẽ lan vào cái chỗ vết bỏng của chúng ta ấy, nó sẽ bị nhiễm trùng to hơn đấy, mà nó không liền được đâu. Nhiều khi nó còn lan lên nhiễm, lan lên tận cả ổ bụng ấy. Đấy. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn giải đáp của bác sĩ Thủy. Và hy vọng rằng là với những giải đáp của bác sĩ Thủy ngày hôm nay thì sẽ giúp cho quý vị có thể hiểu được một cách cụ thể và chính xác hơn về cái phương pháp đốt lộ tuyến cổ tử cung cũng như là cách chăm sóc bản thân mình một cách tốt hơn.